Sáng nay, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và trao giải bốn điểm vàng thành phố Đà Nẵng năm 2021. Đến dự có ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Trong năm 2021, toàn ngành tổ chức xây dựng đảng thành phố Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả nổi bật, như làm tốt công tác nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của các địa phương, đơn vị trước và sau bầu cử, tham mưu triển khai nhiều chủ trương mới trong công tác đảng viên, sửa đổi các quy định về công tác cán bộ, xây dựng những giải pháp mô hình mới mang tính đặc thù của từng địa phương và bước đầu triển khai các đề án có tính định hướng chiến lược lâu dài cho cả nhiệm kỳ về công tác tổ chức xây dựng đảng. Năm 2022, Ban tổ chức Thành ủy quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, công tác tổ chức Đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác xây dựng ngành. Hội nghị đã tiến hành trao giải búa liềm vàng thành phố Đà Nẵng năm 2021 cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc về công tác xây dựng Đảng. Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về hội nghị đến quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo.